Thịnh bị tẩy chay vì làm phật lòng Hiếu thứ hai ở Anh trai C2, khán giả có làm quá. Trong dàn 30 sao nam ở Anh trai C2, Hiếu thứ hai là một trong những nhân vật được khán giả dành sự chú ý đặc biệt. Không chỉ là một trong những ngôi sao đang hot, Hiếu thứ hai được nhận xét có cá tính riêng, tư duy xử lý các tình huống hợp lý. Đáng nói nhất, trong tập 2 vừa lên sóng, màn Hiếu thứ hai từ chối Vũ Thịnh về đội đã khiến netizen bàn tán rôm rả. Đồng thời, từ việc nam rapper chia sẻ lý do từ chối đàn anh, cư dân mạng đã quay sang tấn công, chỉ trích Vũ Thịnh vì quá kém duyên. Cụ thể, ở vòng chọn đội này, các anh trai sẽ ghi nguyện vọng vào đội nào vào giấy gửi cho MC Trấn Thành. Sau đó, họ có 30 giây để thuyết phục đội trưởng thu nạp. Danh sách đội trưởng trong tập này là Hiếu thứ hai, Isaac, Negap và Song Luân. Quân AP và Vũ Thịnh cùng mong muốn về đội của Hiếu thứ hai, trong khi Quân AP cố gắng thể hiện khả năng bản thân để thuyết phục thì Vũ Thịnh lại gây tranh cãi khi cho biết mong muốn về đội Isaac hơn. Theo đó, trên sóng chương trình, Vũ Thịnh chia sẻ: "Hiếu ơi, anh nghĩ em là người thẳng thắn nên anh cũng muốn thẳng thắn trong vấn đề này. Đối với anh, đội trưởng mẫu mực trong trái tim anh là anh Isaac, nhưng anh đã chung tim với anh Isaac rồi, nên nếu em có anh sẽ là một ẩn số để bùng nổ với những gì anh Isaac đã khai phá được anh ở Live Show 1." Ngay khi nghe câu đầu tiên của Vũ Thịnh, Hiếu thứ hai đã chuyển từ biểu cảm hào hứng sang sượng chân và có phần căng thẳng khó chịu. Sau đó, nam rapper chào mừng Quân AP về đội và thẳng thắn cho Vũ Thịnh ra đảo hoang. Hiếu thứ hai nói: "Thật sự thì tôi từ chối cũng nhiều lý do lắm. Anh mở bài bằng một câu là thực sự muốn về đội Isaac. Nó giống như việc tỏ tình với người mới nhưng vẫn yêu người cũ. Nó quá là kỳ cục. Tôi mong anh Vũ Thịnh xem xét và sửa lại." Chính từ so sánh trên của Hiếu thứ hai, netizen chỉ trích Vũ Thịnh không tinh tế, kém duyên và phần nào làm tổn thương đối thủ. Bởi lẽ câu nói của nam ca sĩ khiến cư dân mạng suy ra Hiếu thứ hai không mẫu mực, chỉ là lựa chọn thay thế. Nhiều người đồng tình với việc nam rapper thẳng thắn tỏ thái độ và từ chối Vũ Thịnh về đội vì không được tôn trọng và trân trọng. Tuy nhiên đến sau cùng, đội Hiếu thứ hai thiếu thành viên nên phải vào vòng bốc thăm ngẫu nhiên để chọn thêm người. Và trùng hợp, hai người bị anh từ chối là Vũ Thịnh và Ali Hoàng Dương lại bốc chúng thăm vào đội. Khi cả đội về nhà chung, Vũ Thịnh đã giải thích về phát ngôn gây tranh cãi. "Suy nghĩ của tôi là như thế này, tập 1 tôi đã chung với anh Isaac và Negap rồi, nên tôi sợ đến tập 2 vẫn chọn hai người đó thì hiệu ứng khán giả sẽ nói, thắng tập 1 rồi, tập 2 lại chọn nữa à. Còn anh Song Luân thì tôi sợ đã rất nhiều người chọn anh Song Luân. Tôi sợ Song Luân sẽ từ chối mình, nên tôi đã nói với Hiếu thẳng thắn là, anh rất thích anh Isaac nhưng anh chọn em, anh sẽ hết sức mình để đóng góp cho team của em. Và khi đó Hiếu cũng thẳng thắn luôn là, em không chấp nhận. Những gì mình sợ cuối cùng cũng dẫn đến một kết quả." Trong hậu trường, có thể thấy Hiếu thứ hai và Vũ Thịnh vẫn vui vẻ cười nói với nhau. Trên mạng xã hội, nam rapper còn lên tiếng bênh vực, cho rằng mọi thứ chỉ là tiểu phẩm khi Vũ Thịnh nhận lỗi nói chuyện không khéo. Ngoài ra, có kinh nghiệm đội trưởng từ Live Step 1 lại tự tin bản thân có giọng hát lẫn ý tưởng, Đức Phúc trở thành nhân tố được cả đội trưởng Isaac và Song Luân nhắm tới. Duy chỉ có Hiếu thứ hai quyết liệt từ chối. Ngay khi Đức Phúc viết nguyện vọng về team đội trưởng nào, Hiếu thứ hai đã cầu nguyện, đừng chọn em, đừng chọn em. Chứng kiến Đức Phúc chọn đội trưởng Song Luân và được như ý, Hiếu thứ hai thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn anh vì đã không chọn em. Dù đã thành thành viên đội Song Luân, Đức Phúc vẫn hướng về Hiếu thứ hai. Thực tế em cũng muốn chọn cả Hiếu, rất thích Hiếu vì làm việc với Hiếu rất vui. Nghe đến đây, nam rapper đã thẳng thừng, mà anh chọn em thì em sẽ từ chối, khiến dàn anh trai lẫn MC Trấn Thành vô cùng ngỡ ngàng. Hiếu thứ hai giải thích, tất nhiên vì ảnh quá giỏi nên bây giờ em phải nhường cho mấy anh em ở đây. Đức Phúc và Hiếu thứ hai đã có dịp hợp tác từ live stage đầu tiên ở Anh trai C2 với sân khấu Nỗi đau ngây dại. Thế nhưng tiết mục này lại bị chê xến từ hiệu ứng, trang phục đến bối cảnh sân khấu, gây tranh cãi trên mạng xã hội sau khi lên sóng. Với vai trò nhóm trưởng, Đức Phúc là người lên ý tưởng chính và dàn dựng cho tiết mục là câu chuyện về ba chàng hoàng tử cùng yêu một nàng công chúa. Dù ý tưởng này bị Hiếu thứ hai cho là xến, nhưng cả team vẫn quyết định dàn dựng bài hát theo ý tưởng của đội trưởng Đức Phúc. Bên cạnh concept, ý tưởng gây tranh cãi, những màn bưng bê, vũ đạo cũng được nhận xét là cũ kỹ nhàm chán. Chưa hết, nhiều khoảnh khắc được cắt dựng slow motion khiến tiết mục giống MV ca nhạc lãng mạn một cách quá đà. Dù visual của ba chàng hoàng tử cũng rất gì và này nọ, nhưng cũng không thể cứu nổi tiết mục xến sầm này. Đặc biệt là Hiếu thứ hai, với một nghệ sĩ xuất thân là rapper, chất hip hop cool ngầu, hiện đại, đậm đặc trong người, thì sự thể hiện của anh trong tiết mục này vừa gây sốc lại hoàn toàn lạc quẻ. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự khó hiểu trước những tình tiết yêu đương mà Hiếu thứ hai buộc phải thể hiện trên sân khấu. Ngay cả phần rap của nam ca sĩ trong tiết mục cũng bị chê là nhạt nhòa. Có lẽ điểm nhấn duy nhất của phần thi này chính là sự lộ diện của Thùy Tiên ở phút cuối. Tuy nhiên, màn xuất hiện chớp nhoáng không giúp đội của Đức Phúc chiến thắng của Thùy Tiên là được đánh giá vô ích.
Khán giả nhận định với đề bài được giao thì Đức Phúc dàn dựng tiết mục lãng mạn là không sai, nhưng ranh giới giữa sự lãng mạn và lỗi thời lại khá mong manh. Qua tiết mục Nỗi đau ngây dại thì ranh giới đó đã bị Đức Phúc xóa sạch. Dàn dựng là quyết định của Đức Phúc, tuy nhiên chấp nhận để trình diễn theo một hình ảnh không phù hợp thì đó lại là lựa chọn của Hiếu Thứ Hai. Không hiểu nam rapper có ràng buộc gì với chương trình để có thể miễn cưỡng biểu diễn theo concept như vậy. Không còn một Hiếu Thứ Hai chất chơi, tự nhiên và thu hút như trước đây. Màn trình diễn đêm 22 tháng 6 khiến không ít khán giả cảm thấy thất vọng khu thẩm mỹ của Hiếu Thứ Hai về mọi mặt. Được biết, làm dậy sóng mạng xã hội vài ngày qua, trên mạng xã hội có thông tin trong tập 2 chương trình Anh Trai C2 lên sóng vào ngày 22 tháng 6 có sử dụng hình ảnh quả địa cầu, nhưng khi đến khu vực Việt Nam lại không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền và nhận phải nhiều tranh cãi của khán giả. Ekip chương trình nhanh chóng đã cắt bỏ hình ảnh này ở bản phát sóng trên YouTube. Mặc dù vậy, đoạn clip mà chương trình sử dụng vẫn được khán giả lan truyền trên mạng. Tối mùng 3 tháng 7, Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV phản hồi về sự việc. Theo đó, chương trình Anh Trai C2 được Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp sản xuất và phát sóng trên kênh HTV2. Chương trình muốn thể hiện thông điệp tinh thần dân tộc trong quá trình hội nhập và phát triển của Việt Nam hiện đại trong quá trình toàn cầu hóa. Hình ảnh quả địa cầu trong video chỉ mang tính biểu tượng 3D nhằm thể hiện ý tưởng của đội ngũ sản xuất chương trình. Hình ảnh quả cầu 3D thể hiện đầy đủ phần đất liền, đại dương, đảo, mây và không thể hiện ranh giới hành chính của các quốc gia, vùng lãnh thổ. Đoạn hình thể hiện quả địa cầu xoay quanh với mây che phủ diễn ra rất nhanh, 3 giây và ở tỷ lệ rất nhỏ. Biểu tượng này không thể hiện đầy đủ thuộc tính của bản đồ vì không thể hiện rõ ranh giới hành chính các quốc gia, vùng lãnh thổ. Việc thông tin cho rằng hình ảnh quả địa cầu, mô hình 3 chiều mô phỏng trái đất là bản đồ là chưa chính xác. Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã làm việc nghiêm túc với ekip sản xuất, rút kinh nghiệm để tránh những hiểu lầm như trên trong các chương trình tiếp theo. Chương trình Anh Trai C2 hiện đã phát sóng được 3 tập và nhận được sự quan tâm của khán giả khi quy tụ tới 30 nghệ sĩ nam trẻ đẹp như Hiếu Thứ Hai, Isaac, Anh Tú, Song Luân, Đức Phúc, Eric. Mặc dù vậy, chương trình cũng vấp phải một số tranh cãi về việc đạo nhái, vay mượn ý tưởng của các tác phẩm nước ngoài. Thậm chí nhiều người cũng tỏ ra không hài lòng khi chương trình có format giống với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, dù trước đó từng khẳng định sẽ hoàn toàn riêng biệt.